Rồi hello mọi người ha. Thì bây giờ thì em thấy tại một phần cầu năm đó mọi người, thì em thấy có mấy cây kiển. Có mấy cây kiển này sao vậy Thảo? À, chúng gì nhậu này bỏ đập lộn rồi. Đây đập lộn à. Rồi nói nghe coi. Dạ đi ngoài đó. Đang quay. Sao? Dạ anh Minh. Sao cây này sao em? Cái này là bốn cái cây của chị Ghi đang quẩy cái hổm á, gỡ bốn cây hoa tiểu thư đó. Để chị gỡ vô. Bốn cây hả? Bốn cây hay sáu cây thấy quá trời mà. Bốn cây. Cái cây kia là cái cây kia là anh nói cho anh bảo vệ nghe luôn, không phải là cây để chơi ấy dù, mà cái cây để dựng đựng mấy cái dù không. Cái dù không đó, nó cho nó lộ. Chứ không phải là che cái dù đó. Nãy giờ mình cũng tưởng tại vì chị cũng nói trước cho mình biết luôn. Là cái này mấy cây này của Ni Gia Quỳnh đúng không? Ờ để đó để gần nó đi đó, cái ai lỡ đó, lấy cái dù lên cái che xong rồi bỏ là đúng là dù đó tiền đó. Tại vì đã mình đã dẹp hết cho nó gọn rồi, bây giờ đi đem vô nữa đã vậy nay chị mới dẹp lại. Mình chi vô mới mệt hả? Ê như cậu cũng về vậy ta? Đó, để vụ trên đó. Ê. Đây rồi mà bày đây nữa sao được. Về kìa cậu về kìa. Cậu về nữa. Bây giờ mình khán giả nói mình cũng phải. Cậu về vậy mọi người. Bây giờ ở đây người ta muốn chơi khán giả. Bây giờ. Sao vậy? Đã ở đây bữa đã bài đã về giờ dọn một lần rồi giờ lại bài nữa sao được đúng không? Thì bây giờ mấy cái phòng này. Đúng bài nha cậu. Bây giờ lên cái nhà đó để mình đã vụ đó. Rồi khác nhưng giờ đã vô mộ nữa thì. Đó. Còn giờ nếu mà đã vô mộ thì đã chặt để ngoài đây luôn. Ở sao đậu quậy ta? Vậy giờ lên đó thôi. Ừ. Nếu không giờ đó thì để đây gì ta giờ dùm cho. Đó à, rồi. Rồi. Đó video đó em không muốn thấy video đó nha. Đó video đó đây. Cái nào mình nhắn với mình không đừng nên cái gì mình cũng quay. Cái gì nên quay rồi. Để nó cắt của nó. Ê Thảo. Nãy giờ Thảo ơi. Ủa này em cậu năm về gì đây mà sao không đậu tay nãy giờ luôn vậy? Gì? 959 à. Giờ có đậu lâu xíu nữa cậu năm. Con sao nãy giờ con 33 rồi. Đó. Ê, sao nữa? Đậu nữa nè. Đó mọi người thấy không? Đúng rồi. Mọi người thấy không? Mọi người cậu năm về không mọi người? Mà không biết sao mà thấy nãy giờ luôn. Đó mọi người thấy không? Video mà hôm nay chiều nay tâm linh quá. Hiện tại bây giờ nếu mà biết á là giờ nếu mình quay á thì khán giả sẽ đề nghị là làm cái này làm cái kia, nhưng mà trong cái tình mấy anh ở đây mấy anh phải biết tới còn khán giả gì xem qua hình ảnh video của mấy anh rồi bây giờ mấy anh kêu lại gì ví dụ như khán giả nó giờ muốn đặt cái đó thì anh phải biết ở tới đây có quy định ở đây của năm á. Bây giờ anh nói khán giả nào cụ năm không đây thì mình phải nói chỗ khán giả mới biết, chứ còn khán giả thực tế là biết qua video của mấy anh rồi. Cậu quay rồi. Đó. Cậu quay. Cậu bay mọi người ơi. Cái đó là không biết, nhưng mà giờ ví dụ như nói mấy cái phòng này đã dùng. Thì mọi người thấy đó. Mai chiều gì đó là ship lãnh đạo đi xuống đó, tại sao bài như vậy? Thứ nhất là về cái cảnh quan môi trường nó không đẹp. Cửa đi vô. Thứ hai về cái bố trí ở khuôn viên khu mộ đây nó trời ơi trời. Bởi vì ông tự nhiên giờ bài như vậy nó không có ý nghĩa gì. Và nó cũng không mang một cái nhắc báo nữa anh em. Giờ em lại đây quay ở đây. Quay mộ của cậu Năm. Mọi người cũng quay này khúc đó mọi người xem.
buổi chiều tại cảnh quan đô thị của cậu Năm đây mọi người. Thấy không? Rất là đẹp mọi người ha. Wow. Mỹ quan rất đẹp. Khu đô thị. À, sau cái video này thì em sẽ lại thắp hương cho cậu Năm cũng như là cuối giờ chiều mọi người, cái video cập nhật cuối giờ chiều gửi đến mọi người xem thì cho em xin một like đăng ký ha mọi người ha. Hôm nay em thức từ 3 giờ sáng tới giờ mọi người, tại giờ đi quay video đám tang á mọi người. Video mà em cập nhật lên lúc sáng sớm á, video đầu á, thì mọi người xem cho xin một like đăng ký ha mọi người ha. Thì sáng thì em cũng cập nhật cái video đó cũng chưa xong mọi người, thì khoảng còn 2 video nữa. Video đám tang lớn nhất Bình Dương vào sáng hôm nay mọi người ha, ngày 20 của người anh em trong đội cấp cứu mọi người. Rất là nhiều xe cấp cứu diễu hành. Nói chung là vậy. Thì cái video mà hôm nay em chia sẻ chiều nay á, thì mọi người thấy video cuối giờ chiều nay mọi người thấy bên kia thì đang trồng mấy cái cây kiểng rất là đẹp của một chị Việt Kiều, cũng như khu vực này mọi người thấy là đã trồng hoa xong hết rồi. Trồng hoa xong hết rồi. Ở phía ngoài nữa mọi người, phía ngoài như là cũng chuẩn bị trồng. Sau khoảng thời gian nữa thì khu vực này chắc hoa nở chắc rất là đẹp mọi người ha. Hoa nở chắc rất là đẹp. Giờ thấy có khán giả đến đây viếng mộ cậu Năm mọi người, thấy đem hoa với lại trái cây mọi người. Đây cũng tấm lòng yêu mến cậu Năm ha. Mọi người xem thì cho em xin một like, một đăng ký kênh thôi mọi người ha. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều.